Lần đầu hé lộ cuộc điện thoại bí mật của Thái tử Charles trong bồn tắm đã bóp nát trái tim công nương Diana. Công nương Diana đã vô cùng đau khổ sau khi nghe lén cuộc điện thoại của Thái tử Charles trong bồn tắm. Theo Express, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1991 với Andrew Morton, một nhà viết tiểu sử hoàng gia, công nương Diana đã tiết lộ về cuộc gọi điện bí mật của Thái tử Charles với người tình Camilla. Trên thực tế, bà Camilla và công nương Diana quen biết nhau từ rất sớm, dù thái tử Charles giới thiệu bà Camilla như là một người bạn. Nhưng Diana luôn cảm thấy một mối đe dọa vô hình từ người phụ nữ này. Khi công nương Diana hạ sinh hoàng tử Harry vào năm 1984, cuộc hôn nhân giữa bà với thái tử Charles bắt đầu căng thẳng, bởi Charles chưa bao giờ ngừng nhung nhớ về Camilla Parker Bowles. Thái tử Charles và bà Camilla đã nối lại tình cũ dù cả hai đều đã có gia đình riêng, bằng chứng là hàng loạt các băng ghi âm những cuộc trò chuyện tình cảm mùi mẫn qua điện thoại giữa hai người được tìm thấy. Nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình có liên quan đến bà Camilla, công nương Đài Na cho hay, tôi từng nghe thấy anh ấy khỏi điện thoại trong buồn tắm và Charles nói với Camilla rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn yêu em. Cuộc điện thoại ấy đã bóp nát trái tim công nương Diana khi bà mắt thấy tai nghe rằng mình đã bị chồng phản bội. Theo những lời kể lại sau này của hoàng tử William và hoàng tử Harry, công nương Diana hôm đó đã nói thẳng với Jack về những gì mà bà nghe được và giữa hai người đã xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội. Trong đó, họ dùng lời lẽ thô tục để sỉ nhục nhau. Trước đó, công nương Diana cũng từng phát hiện chiếc vòng tay thái tử Charles tặng cho camera trước ngày cưới vào năm 1981. Vào thời điểm ấy, tôi vẫn còn quá trẻ để nhận ra những tín hiệu bất thường ấy. Công nương Đài Nà thừa nhận việc mình còn quá non kinh nghiệm trong việc phát hiện dấu hiệu thái tử trác vẫn còn tình cảm với bà Camilla.